năm chiếc bánh mến chào anh chị em trên trang facebook của linh mục du xe nguyễn văn toàn dòng chúa cứu thế việt nam vừa chia sẻ một lá thư triệu tập hai sơ nữ tu lê thị thảo và nữ tu bùi thị hồng hạnh của ủy ban đoàn kết công giáo việt nam thành phố hồ chí minh nội dung trao đổi một số vấn đề của ffsc có liên quan đến hành lang pháp lý chương trình trẻ đường phố với nhiều trung tâm hỗ trợ cho hơn ngàn bạn trẻ với nhiều hoạt động như máy ấm tình thương cho các em không còn cha mẹ Lớp học tình thương dạy học cho trẻ từ mẫu giáo đến lớp 5, chương trình học bổng cho học sinh nghèo. Những đóng góp đó với xã hội tuy thật nhỏ nhoi, nhưng cũng là cách truyền tải tinh thần của giáo hội, giới thiệu đạo yêu thương với nhiều người. Sau đây mời anh chị em cùng xem chi tiết lá thư triệu tập hai sơ như sau. Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2022 thư triệu tập tính gửi nữ tu lê thị thảo nữ tu bùi thị hồng hạnh mời hai nữ tu đến dự buổi họp với ban thường trực ủy ban đoàn kế công giáo việt nam thành phố hồ chí minh lúc 9 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2022 tại văn phòng ủy ban đoàn kết công giáo việt nam thành phố hồ chí minh số 15 tú xương phường võ thị sáu quận 3, thành phố hồ chí minh nội dung trao đổi một số vấn đề của ffsc có liên quan đến hành lang pháp lý vì tính quan trọng của buổi họp đề nghị sơ thảo và sơ hạnh đến dự đúng ngày giờ theo yêu cầu của ban thường trực. Thay mặt Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Linh Mục Phan Khắc Từ đã ấn ký, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội tại Việt Nam, là một tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy thành viên của Ủy ban là một số giáo dân và một số chức sắc công giáo, nhưng Ủy ban này không trực thuộc Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Cơ quan thông tin của Ủy ban là các tờ báo công giáo và dân tộc tổng biên tập là linh mục phan khắc từ